kiếp sinh viên tiền không có. Bố mẹ ơi, thân con còm coi quá trông giống như là thằng ăn mày. Lò muối ớt với cái bánh mì khô xăm ba thằng chân nhau. Đã lâu lắm rồi, thơm ngon không nhìn thấy. Đêm đêm nghe bụng đói, đói quá đi thôi, tiền tiêu hết mệt rồi. Ở quê nhà, lúa đã chín chưa ba cho con vài ba đâu. Nói vậy thôi, quê hương nghèo thật băn khoăn lắm. Mưa tới ba kéo vó ở đâu mẹ vớt bèo nơi nào. Đứa em chăn vịt không may bị dịn cúm, ân thương em nhiều lắm. Cố gắng lên em dù cho có thể nào. Đã lâu rồi em tới lớp không vui, không vui vì em đó. Thằng giám đốc có ô tô và làm tiền, ngồi trong quán trông theo bóng hình em trên xe thẳng tay ga. Rú ga điên cuồng lao qua trường kinh tế, ai ai cũng nhìn thấy. Chua xót cho em vì cái kiếp nghèo. Đã em quyết chí vươn lên với tâm bằng loại khá. Thế là em được mua một nhà máy với chức danh là thằng bảo vệ. Và từ đó sang sang uống cà phê đêm về lại bia ôm. Lẫn là quen đường với mê thằng dẹp lớn, em hay cùng tụi nó. Tôi uống bia ôm và em lên trường phòng. Đến bây giờ này em khác lắm em ơi, đô la tiền trong túi. Bỗng gặp em bây giờ sơ xác, em đứng bên không được quốc lộ. Chào em nhé, em thân ái. Chào em cô em thời sinh viên. Nó bỏ em rồi, anh đây cũng không cần nữa. Anh đây có người khác, em hãy đi đi tìm tao.